Mình quay cảnh ngõ nha mình nha, khung cảnh nha mình nha. Chào các bạn, hôm nay mình ở quê, rất là yên bình, mát mẻ, trời vừa mưa xong. Đây là nhà ông chú, giờ nhà cửa khang trang hết, rất là đẹp. Hà Nội, Hà Sài Gòn này. Mơ, đất rộng, nhà nào cũng mấy chục mét mặt. Còn cái cửa đằng cửa này lại không có đất nhà mình. Lại ông anh câu cá đây. Đây nhà ông anh, còn ông bác động chưa? Giờ có hai vợ chồng già. Làng quê giờ toàn những người già cả, không ai trẻ nữa cả, trẻ đi làm xa hết rồi. Bắt cá đi, đang dỗi bắt cá để ăn đấy. Vâng, câu chơi thôi, bên nhà thấy câu con chim to tướng rồi. Ở bên nhà thấy khoan câu con chim to tướng. Ui, bắt chưa? Ui, quê này toàn ăn cá, cá ao thôi, sướng lắm, ngon, thơm, thịt cá đây, ai à? Vâng, chào bác Hoa, vâng ạ, à, đi ra xem cá rồi thế nào, rồi xuống thế nhỉ, thằng này lấy vợ đi còn đéo 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 à. Con thằng Cường học lớp 1 rồi mà mày cứ lề mề, ui to nhá. Ngon, cá chim ở trên Hà Nội không ai ăn. Nuôi không có cám. Nó cám rồi nó các kiểu thịt nó hôi, cá chim thịt trên nó hôi. Đấy. Bạn thấy chưa? Đấy. Mẫu đơn đẹp nhá, nhà nào cũng đẹp. Cây này mấy cây này đẹp thế gì nó kêu mà giấy này. Đẹp chưa? Quay. Vâng. Quay cái vườn này quảng cáo cho nó. Có mấy cây mẫu đơn thích nhỉ? Cái này lại dâm bụt đúng không? Dâm bụt vàng. Vâng. Còn đây là cái ổi tàu. Ổi tàu. Ủa tao cũng trình như chết một cảnh. Cái này cái gì? Cái này là cây này là cây chuỗi ngọc, cây hoa. À. Ừ. Đây là hoa giấy đi trồn. Đây là hoa giấy ta. Cái kia là đẹp lắm quá. Hồng hồng nhung. Hồng nặng đẹp, cây hồng nặng đẹp. Dạo này thấy có vẻ ít gà nhỉ? Không có con gà nào. Không có con gà nào? Đấy nuôi mấy con mèo vút rồi đấy. Mèo. Về... Thủy nhà em về cho nên bận không về được, sáng nay tôi cố xếp để phóng về cả. Về thỉnh thoảng về quê chơi tí thôi. Về. Ai nhỉ? Vâng. Mát ở nhà chơi. Đẹp thế. Vâng, em vào đây. Anh Sáu dội thế à? Giờ này làm gì anh? À, đi xây. Công của nhà giờ cao không? Công xây giờ nhà bao nhiêu? 28 rồi. Công ở nhà công xây trước 300.
đấy, làng quê đấy, rồi cây hoa giấy. Có ba người sơn cá to, thế đến bây giờ cho hết. Chào bạn nha.